xin chào tất cả mọi người, cùng quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ review, giới thiệu và quay lấy cam cho mọi người một cái dự án sắp tới của Nova. Với cái phân kỳ này thì Nova với cái tên là Long Island của tập đoàn Novaland, thì tại dự án là bắt đầu là những xe thăm dò móng và triển khai có khoảng hơn 30 hecta tại dự án này, thì Phước Sửu sẽ cùng Ngọc Minh phân tích, chia sẻ và đưa ra những cái bình luận và những cái góp ý về cái dự án để mọi người cùng phân tích và tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư tại cái dự án Long Island này nhé. Xin mời Ngọc Minh sẽ phân tích cùng mọi người cái video này. Phân kỳ mới của dự án Nova World Hồ Tràm chính thức ra mắt vào tháng 5 năm 2022, tiếp nối sự thành công của các phân khu như The Tropical Cana, Morito, Wonderland và Habana Island. Ngày hôm nay, kênh Bất Động Sản Tiềm Năng chúng tôi muốn giới thiệu đến cho quý vị dự án Long Island tại đường ven biển Vũng Tàu, Bình Châu, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ngay ngã ba đường Xuyên Rừng và đường ven biển. Vị trí được đánh giá cao khi một bên tiếp giáp với rừng nguyên sinh Phước Bửu, gần 11.000 hecta, mặt đối diện là bãi biển đẹp nhất Hồ Cốc. Giá trị biệt thự Long Island sẽ gia tăng mạnh nhờ được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông, đặc biệt là khi cao tốc Biên Hòa, Vũng Tàu và sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến thành phố Hồ Chí Minh mà thu hút thêm nhóm khách miền Bắc và quốc tế. Chỉ 90 phút đi xe từ thành phố Hồ Chí Minh và chỉ 60 phút từ sân bay quốc tế Long Thành đến với suối nước khoáng nóng Bình Châu, dễ dàng kết nối, thuận tiện nghỉ dưỡng cho mọi gia đình. Với cự ly thích hợp, chỉ trong vòng 2 tiếng trở lại, khách hàng có thể dễ dàng đến được Nova World Hồ Tràm Long Island mà không cần lên lịch trình trước. Tương lai không xa, năm 2025, khi sân bay quốc tế Long Thành được khánh thành, hứa hẹn sẽ có số lượng lớn khách du lịch từ trong và ngoài nước đến đây để sử dụng và trải nghiệm hồ tắm onsen. Tiện ích Nova World Hồ Tràm Long Island. Long Island Hồ Tràm được tích hợp đầy đủ những tiện ích, dịch vụ nội khu đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống của du khách mà không cần phải di chuyển đến bất cứ nơi đâu. Nổi bật phải kể đến như là hồ bơi cho trẻ em và người lớn, công viên chủ đề, khu thương mại, khu vui chơi giải trí, clubhouse, trung tâm hội nghị, nhà hàng, trung tâm spa. Ngoài ra, phân khu Long Island còn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích dịch vụ hiện hữu của các phân khu triển khai trước đó trong đại đô thị Nova World Hồ Tràm, điển hình như hồ bơi, sân golf, vườn thú safari hơn 600 hecta. Phân khu Long Island Hồ Tràm có tổng diện tích quy hoạch rộng 30 hecta, xây dựng bố trí các loại hình sản phẩm với mật độ chỉ 30%. Đa dạng loại hình second home của dự án được sắp đặt khéo léo cùng kiến trúc hiện đại nhằm đảm bảo đề cao giá trị cộng đồng. Nhà phố, biệt thự Long Island Hồ Tràm, quy hoạch triển khai hài hòa cùng cảnh quan sống xanh và chuỗi tiện ích dịch vụ đắt giá. Từ đó giúp cho mọi du khách nhanh chóng tiếp cận cũng như sử dụng. Phân khu được quy hoạch tại cửa ngõ đại đô thị dọc theo quảng trường Cá Coi, chính là tuyến phố Shophouse với hàng loạt các cửa hàng ẩm thực, khu vui chơi, mua sắm, giải trí, tạo nên không gian sống sôi động, sầm uất đặc sắc màu Nhật Bản. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dự án, quý vị hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline phía bên dưới. Chúc quý vị một ngày mới an lành và vui vẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.